Em thích cây nào nói tên một cái đó lên. Chín rô hả? Chín rô đúng không? Có ý nghĩa riêng hay là chỉ có ngôn nhân thôi? Đẹp thôi đúng không? Tình yêu nồng cháy. Tại sao không phải át rô mà là chín rô? À, tình yêu nồng cháy à? Tình yêu nồng cháy của em là liên quan đến cây chín rô à? Tình yêu nó phải chín nha, chứ là tình yêu. Ok chưa? Cây 4 đấy là cây mà còn cây của bạn ấy chưa? Thổi. Ôm chưa? Ăn lên không được đâu. Thôi dạ. Rồi là đêm nay tình yêu bùng cháy không? Anh cũng không biết được như chưa? Chín rô chưa? Nhìn chưa? Đây là sẽ là cái anh sẽ biến cây này là thành một cây khác ví dụ nhá. Chín rô chưa? Thôi. Bắt bèo. Đây không có lỗ gì đúng không? Đấy đâu rồi đó. Tất nhiên nó từ đây nó phải đi đâu đó đâu. Em tên là gì vậy? Em tên là Khánh. Cái bà ra biến mất rồi mà xuất hiện ở bên trong áo ngực của em rồi. Để nó trong đó luôn đi à. Để nó trong đó luôn đi à. Để luôn cho đó. Em lấy luôn à? Không trả anh à? Anh biến là chỗ khác. Anh nói là ông ngực, nó đọc áo ngực. Nó đọc có áo ngực không? Anh không biết, anh không biết cái áo ngực em có mặt không biết nhưng mà một trong hai bên anh không biết bên nào nữa. Không mặt luôn.